liên quan đến chung cư cao cấp My House. Tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Tân Xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Công, chủ đầu tư công trình do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Giữa tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Minh Công do xây dựng không phép. Để hợp thức hóa cho công trình không phép, huyện Thạch Thất đã cấp giấy phép cho công trình này. Theo đó, tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cấp giấy phép xây dựng số 32 cho ông Vũ Minh Công và bà Nguyễn Thị Quý Hợi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 152 tờ bản đồ số 14, thôn 1, xã Tân Xã có diện tích 726,5 m². Công trình được cấp phép 3 tầng và 1 tum, diện tích tầng 1 là 150 m², tổng diện tích sàn gần 492 m², mật độ 20,7%. Điều đáng nói, sau khi được cấp phép, công trình vẫn tiếp tục xây dựng sai phép với quy mô khủng. Theo ghi nhận, công trình xây gần như hết đất, cao 9 tầng với gần 200 căn hộ như thể một khu nhà ở xã hội. Hiện công trình đã đưa vào sử dụng và đang tìm khách thuê.